tại sao người Hồi giáo lại không ăn, không uống và không quan hệ tình dục vào ban ngày trong suốt một tháng trong năm? Tại sao Đức Phật lại có đôi tai dài như chúng ta vẫn thấy? Từ xa xưa, những câu chuyện liên quan tới tôn giáo, tín ngưỡng luôn mang một màu sắc huyền bí và thu hút chúng ta. Mỗi tôn giáo thường gắn liền với các truyền thuyết, những câu chuyện cũng như bối cảnh chính trị, xã hội và văn hóa mà từ đó chúng ra đời. Cuốn sách Tôn giáo Thế giới World Religion mà các bạn đang thấy trên màn hình chứa tất tần tật mọi sự thật và câu chuyện thú vị về các tôn giáo khác nhau trên thế giới, từ Đông sang Tây, từ cổ xưa tới hiện đại. Tìm hiểu và đặt mua ngay với mã giảm giá ở phần link bên dưới nhé cả nhà. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry, lịch sử thế giới. Chiến tranh lạnh đã chứng kiến sự đối đầu gay gắt giữa Liên Xô và Mỹ, khiến cả thế giới luôn trong tình trạng sắp có tận thế hạt nhân. Vậy nhưng, kể cả khi đang đối đầu căng thẳng như vậy, thì Hoa Kỳ và Liên Xô cũng đã từng có lúc phải bắt tay nhau để giải quyết một vấn đề. Một trong số đó là cuộc cách mạng Hồi giáo Iran và cuộc chiến tranh Iran-Iraq. Vậy thì tại sao hai ông này lại quyết định liên minh với nhau? Chẳng nhẽ Iran là có mối uy hiếp nào lớn tới mức buộc hai ông lớn này phải tạm gác bất đồng lại? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Cân cả thế giới. Ả Rập Xê Út và Iran là đại diện của hai dòng Hồi giáo Sunni và Shia. Trước năm 1979, cả hai quốc gia này đều có quan hệ khá tốt với nhau khi hai thủ lĩnh là Reza Shah của Iran và Abdul Aziz của Ả Rập Xê Út đều là những người thân phương Tây, nắm nhiều dầu mỏ và được coi là sân sau của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Vào những năm 1970, Reza Shah đã ngày càng trở thành một tay bạo chúa. Ông ta tiến hành thế tục hóa Iran. Quân đội thì được cử đi khắp nơi đàn áp những người chống đối tại đền thờ và những người du mục từ chối định cư. Các tờ báo cánh tả và tôn giáo đều bị đóng cửa và có thể bị tống giam. Hàng loạt các cuộc biểu tình phản đối đều kết thúc không phải trong bể máu thì cũng là trong biển máu. Việc thế tục hóa ngoài đem lại một số quyền lợi cho phụ nữ và lấp đầy túi tiền của giới nhà giàu, phe cánh của nhà vua, thì cả xã hội của Iran đều chìm trong sự đói nghèo. Dù họ có nhiều giàu, thế nhưng 10 phần thì 9 phần về nước Mỹ, 1 phần về tay của vua Shah. Vào tháng 10 năm 1971, lễ kỷ niệm 2.500 năm thành lập đế quốc Ba Tư được tổ chức. Chỉ có các quan chức người nước ngoài là được mời tới tham dự buổi tiệc kéo dài 3 ngày này. Nó tiêu tốn tới 120 triệu đô la, tương đương với khoảng 1,2 tỷ đô thời giá hiện nay. Trong khi đó, cùng năm này, hàng chục ngàn người Iran đã chết vì đói ngay trước nơi tổ chức bữa tiệc. Sự cảm phấn đã dẫn tới cuộc cách mạng Hồi giáo của Iran vào năm 1979 sau đó. Dưới sự lãnh đạo của Ruhollah Khomeini, nhân dân Iran đã đứng lên lật đổ gia đình vua Shah. Dưới sự lãnh đạo của vị Á thần Khomeini, Iran đã coi Ả Rập Xê Út là kẻ phản bội khi bắt tay với Hoa Kỳ, đặc biệt là kẻ thù số 1 của người Hồi giáo, đó là Israel hay người Do Thái giáo. Họ coi Iraq là kẻ thù chống lại Allah vì bắt tay với những người vô thần Cộng sản Liên Xô. Ngược lại, Ả Rập Xê Út thì lại coi chính phủ Khomeini là những kẻ tôn thờ dị giáo cực đoan. Mối thù thiên niên kỷ này vốn đang tạm lắng, giờ đây lại tiếp tục bùng phát, giống như vào thế kỷ thứ 7. Cuộc cách mạng Hồi giáo đã tạo nên một cơn địa chấn khi đó với cả thế giới Hồi giáo, đặc biệt là với Iraq. Tại Iraq, 65% người dân theo Hồi giáo Shia. Thế nhưng chính phủ lãnh đạo của họ là Saddam Hussein thì lại là dòng Sunni. Tại Ả Rập Xê Út, 85% người dân theo dòng Hồi giáo Sunni có truyền thống coi mình là lãnh đạo của thế giới Hồi giáo, đồng thời lãnh trách nhiệm bảo vệ hai nhà thờ quan trọng là thánh địa Mecca và thánh địa Medina. Họ lo ngại rằng Iran sẽ kích hoạt một trong các cuộc cách mạng tương tự tại quốc gia của họ. Chính vì vậy, Saddam Hussein đã quyết định hành động trước. Iraq đã phát động cuộc chiến tranh Iran-Iraq. Trong cuộc chiến này, đã có một hiện tượng lạ xảy ra khi cả Liên Xô và Mỹ đều búp hàng cho Iraq. Cụ thể, Liên Xô là quốc gia cung cấp vũ khí chính cho Iraq. Ả Rập Xê Út
là quốc gia viện trợ về kinh tế, khoảng 40 tỷ đô. Ngoài ra, Hoa Kỳ khi này dù đang cay cú và cấm vận Iraq vì đã từng quốc hữu hóa ngành dầu mỏ, thế nhưng đã nới lỏng cấm vận, đồng thời mắt nhắm mắt mở để Iraq xuất hàng đi khắp thế giới. Lực lượng Mossad của Israel hoạt động hết công suất để đem thông tin tình báo về cho Iraq. Không những vậy, Anh, Pháp, Italia, Singapore đã được Hoa Kỳ bật đèn xanh, chở những loại vũ khí vi phạm luật chiến tranh và các chất tiền hóa học để chế vũ khí hóa học tới Iraq. Mặt khác, họ cũng giúp Iraq gian lận tài chính để né khỏi các lệnh cấm vận vốn được Hoa Kỳ đặt ra trước đây. Mục đích cuối cùng là để Liên Xô và Mỹ can thiệp hỗ trợ Iraq mà không phải chịu sự lên án của dư luận quốc tế mà thôi. Dưới sức ép của Liên Xô và Mỹ, Liên Hiệp Quốc đã từ chối giúp đỡ Iran để lùi cuộc xâm lược của Iraq. Đồng thời, không có bất kỳ một hành động gì trong việc lên án và kêu gọi ngừng bắn hay hỗ trợ nhân đạo. Dù trong cuộc chiến này, Iraq đã sử dụng vũ khí hóa học. Vậy nhưng, kết quả của cuộc chiến này đã khiến tất cả phải bất ngờ khi Iran tuyên bố một mình tao chấp hết. Dù Iraq được hai lão đại và đám đàn em của họ hỗ trợ hết mình, cùng với đó là Iran bị bao vây cô lập, thế nhưng những hậu duệ của xứ sở Ba Tư vẫn tuyên bố một mình tao chấp hết. Phía Iraq nhờ yếu tố bất ngờ đã nhanh chóng chiếm được hai thị trấn quan trọng là Abadan và Khorramshahr. Họ thọc sâu vào vùng đồi núi thuộc dãy núi Zagros. Vậy nhưng sức chiến đấu bền bỉ và chiến thuật khôn ngoan của vệ binh cách mạng Iran đã chặn đứng các cuộc tấn công này. Tháng 6 năm 1981, Iraq đã buộc phải rút quân. Iran nhanh chóng chớp thời cơ, tấn công chớp nhoáng, chiếm được miền Nam Iraq, khiến họ buộc phải dùng vũ khí hóa học để đẩy lùi cuộc tấn công. Mọi thứ sau đó đã rơi vào bế tắc, lúc thì Iraq chiếm được ưu thế, lúc thì Iran mạnh hơn. Thế nhưng về cơ bản, hai ông này không đủ sức để tiêu diệt hoàn toàn bên kia. Và sau 8 năm ròng đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cả hai đã phải ngừng bắn theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc. Cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của hơn 300.000 binh lính và gần 800.000 dân thường cho cả hai bên. Dù cả hai đều tuyên bố chiến thắng, thế nhưng các sử gia thì đều cho rằng Iran mới là bên chiến thắng khi họ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao vị thế của mình trong thế giới Hồi giáo. Trong khi đó, uy tín của Iraq thì giảm sút nghiêm trọng. Cũng dễ hiểu thôi, bởi được hai siêu cường và hàng loạt cường quốc vừa búp hàng vừa bao vây kẻ thù mà còn không ăn được nữa thì chịu. Vậy thì tại sao Hoa Kỳ và Liên Xô vốn như nước với lửa với nhau mà nay lại bắt tay cùng nhau đập Iran? Hãy cùng tìm hiểu nhé. Để tìm hiểu sâu hơn và dễ hiểu hơn về những câu chuyện tôn giáo khác, các bạn có thể tra cứu thêm nội dung từ cuốn sách World Religion, khám phá và lý giải các tôn giáo trên thế giới. Đây là một cuốn bách khoa toàn thư về các tôn giáo lớn của nhân loại, với lượng kiến thức đầy đủ và vô cùng thú vị. Link để tìm hiểu thêm về cuốn sách này mình sẽ để ở phần mô tả của video. Làn sóng Hồi giáo. Đầu tiên, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên Xô với Trung Đông là cực kỳ phức tạp. Có thể hiểu rằng, cả hai ông này dù đối đầu với nhau, thế nhưng cũng không muốn một Trung Đông thống nhất và hùng mạnh. Thế giới Hồi giáo tồn tại một mối thù không thể hóa giải giữa dòng Hồi giáo Sunni và dòng Hồi giáo Shia, hay trong thế kỷ 20 là hiện thân của Ả Rập Xê Út và Iran. Liên Xô và Mỹ luôn muốn tìm kiếm một kịch bản làm sao để không cho khối này thống nhất với nhau. Khi cuộc cách mạng Iran nổ ra, nó đã tạo ra một làn sóng Hồi giáo độc lập trong cả thế giới Hồi giáo. Họ ra sức tuyên truyền rằng các lãnh đạo của thế giới Ả Rập đang bị chi phối bởi Mỹ và Liên Xô. Họ kêu gọi người dân ở đây hãy vùng dậy, đứng lên đấu tranh, giành lấy sự độc lập cho Hồi giáo và khôi phục lại đế chế huy hoàng năm xưa. Thực tế thì họ nói đúng. Các nhà lãnh đạo của các quốc gia to lớn và có tiếng nói trong khối Ả Rập đều bị chi phối bởi một trong hai siêu cường này. Ví dụ như Ai Cập, Libya, Iraq thì có những nhà lãnh đạo thân Liên Xô. Còn Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Liban thì lại thân Hoa Kỳ. Các chính sách của những quốc gia này đều ít nhiều bị chi phối bởi hai siêu cường Liên Xô và Mỹ. Và thường thì khi có một cuộc chiến nào đó nổ ra, nó sẽ bị can thiệp hoặc là Liên Xô hoặc là Mỹ,
sẽ đứng sau hậu trường và giải quyết xung đột, chứ không phải là họ. Mà các bạn thấy đấy, cả Liên Xô và Mỹ thì đều mong khu vực này phải thân mình. Vậy nên, điều mà cả hai ông này muốn, đó là khu vực này sẽ bị chia cắt thành càng nhiều phe càng tốt. Và họ thì sẽ lấy những phe thân mình. Và rõ ràng, chuyện này sẽ lại dẫn tới một điều mà cả hai đều không muốn, đó là thế giới Hồi giáo được thống nhất với nhau. Vì nếu họ thống nhất được, họ mà ngả về Liên Xô thì Mỹ toàn, và ngược lại. Còn nếu thành một thế lực nữa, thì cả hai ông trên đương nhiên là đều không muốn có một đối thủ nhà không có gì ngoài dầu mỏ và lại còn kiểm soát tuyến đường hàng hải huyết mạch của cả thế giới. Chính vì vậy, trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, dù Liên Xô và Mỹ đối đầu, thế nhưng trong vấn đề Trung Đông và khối Ả Rập, họ sẵn sàng ngồi lại với nhau để khu vực này không thể hợp nhất. Họ tạo ra càng nhiều mâu thuẫn, càng nhiều xung đột thì càng tốt. Ngoài việc nuôi dưỡng kẻ thù Hồi giáo là Israel, cả hai đều kích động thù hận giữa bên này với bên kia để họ đánh lẫn nhau. Và khi mọi thứ đi quá xa thì cả hai sẽ can thiệp dưới danh nghĩa là hỗ trợ đồng minh, nhưng thực tế là thỏa thuận chia chác quyền lợi và thỏa thuận phía sau hậu trường. Chính vì vậy, một ông Iran vùng lên kích động làn sóng Hồi giáo, nếu không chặn từ trước, làn sóng này sẽ lan sang Iraq, Ả Rập Xê Út, và cuối cùng là toàn bộ khối Hồi giáo sẽ do ông Iran thống nhất và có thể là chống lại hai siêu cường kia. Vậy nên, khi Iran mới ngóc đầu lên là cả hai ông này cùng phải chung tay đập cho lập tức. Thế nhưng không thể trực tiếp can thiệp nên phải thông qua Iraq. Và nếu không có sự bật đèn xanh của Liên Xô cộng với Mỹ thì có cho tiền, Iraq cũng không dám đánh trước. Mặc dù Iraq về sau này đã thất bại, thế nhưng Liên Xô và Mỹ thì cũng đạt được mục đích, đó là ngăn chặn làn sóng Hồi giáo tràn ra khắp Trung Đông và giữ nó bên trong Iran. Nhưng làn sóng này thì chưa bao giờ tắt. Năm 1991, Liên Xô sụp đổ, Hoa Kỳ là quốc gia còn lại vẫn cố ngăn chặn làn sóng này bằng việc liên tục cấm vận và thỉnh thoảng thì cho UAV ám sát lãnh đạo và tấn công các nhà máy làm giàu uranium của Iran. Đó là về mục đích chung. Một lý do khác nữa, đó là Iran đã đồng thời gây thủ chuốc oán với cả hai ông này. Với Hoa Kỳ, thế đứng chân tại giếng dầu thế giới của họ đã tạo ra bởi ba quốc gia, đó là Iran, Iraq, Ả Rập Xê Út. Iraq thì sau khi Saddam Hussein lên làm lãnh đạo đã chuyển sang thân Liên Xô. Hoa Kỳ đã mất đi một chỗ đứng chân vững chãi. Năm 1979, họ mất tiếp Iran. Tuy nhiên, Iran thì khác với Iraq, đó là nó chẳng nằm dưới sự ảnh hưởng của Liên Xô. Thế nên họ có thể can thiệp mà không cần phải lo ngại điều gì. Mặt khác, Iran đã có pha tát thẳng mặt Hoa Kỳ sau cuộc khủng hoảng con tin. Nhiều tháng sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 do đại giáo chủ Ruhollah Khomeini lãnh đạo, tinh thần dân tộc và tôn giáo đã lên rất cao ở Iran. Nhận thấy sự nguy hiểm, Mỹ đã rút hàng ngàn nhân viên, rút cả cố vấn quân sự khỏi Iran trong vòng 70 ngày, kể từ tháng 1 năm 1979. Tuy nhiên, một quyết định sai lầm của chính quyền Tổng thống Jimmy Carter đã khiến mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Tháng 10 năm 1979, Mỹ cho phép cựu vương Iran, người đã bỏ chạy sau cuộc cách mạng Hồi giáo, tới nước này điều trị ung thư. Đây chẳng khác nào một hành động chọc giận người dân và chính quyền mới ở Iran, ngay trước thềm kỷ niệm 15 năm ngày đại giáo chủ Khomeini bị Mohammad Reza Shah đày ải. Ngày 4 tháng 11 năm 1979, cảnh sát Iran đã gần như mất tích một cách bí ẩn để mặc hàng trăm sinh viên ủng hộ ông Khomeini treo hàng rào và chiếm tòa đại sứ quán Mỹ chỉ trong vòng có 3 tiếng rưỡi, bắt giữ hơn 60 người bên trong làm con tin. Đại giáo chủ Khomeini đã từ chối mọi lời kêu gọi thả tự do cho con tin, ngay cả khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên tiếng. Tehran đưa ra yêu sách hoặc là Washington phải dẫn độ cựu vương để chính quyền mới xét xử, hoặc là chẳng có con tin nào được thả. Hình ảnh các nhân viên sứ quán bị bịt mắt và dẫn đi đã gây ra làn sóng giận dữ ở Mỹ, đó chính phủ nước này phải hành động quyết liệt. Thất bại trong việc thương thảo bằng con đường ngoại giao, Tổng thống Carter cho rằng đã tới lúc phải sử dụng tới vũ lực và yêu cầu Lầu Năm Góc lên một kế hoạch giải cứu. Thế nhưng cuối cùng đã không thành công, là còn làm nhiều lính Mỹ thiệt mạng. Cuối cùng, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất.
ngày 20 tháng 1 năm 1981, ít phút sau khi Ronald Reagan nhậm chức tổng thống. Phía Mỹ đã tuyên bố trả lại hơn 8 tỷ đô của Iran bị đóng băng trong các ngân hàng của Mỹ. Ngay ngày hôm sau, cựu tổng thống Carter lên đường sang Tây Đức để chào đón những con tin cuối cùng được Iran trao trả, kết thúc 444 ngày bị giam giữ. Đây được cho là một sự sỉ nhục với nước Mỹ, khi một siêu cường của thế giới lại phải cúi đầu trao tiền chuộc cho một Iran vốn yếu hơn rất nhiều. Với Liên Xô thì cũng không phải ngoại lệ. Nếu họ ghét Hoa Kỳ 1 thì họ ghét Liên Xô tới 10. Vấn đề ở đây không nằm ở kinh tế hay chính trị, mà nó nằm ở hệ tư tưởng. Liên Xô là quốc gia của những người vô thần cộng sản, còn Iran là Hồi giáo. Mà như các bạn đã biết đấy, tử vì thần hay tử vì đạo đã là tôn chỉ của họ rồi. Ngay khi giành được chính quyền, Iran coi Ả Rập Xê Út là kẻ phản bội khi bắt tay với Hoa Kỳ, và đặc biệt là kẻ thù số 1 của người Hồi giáo khi đó là Israel hay Do Thái giáo. Họ coi Iraq là kẻ thù chống lại Allah vì bắt tay với những người vô thần cộng sản Liên Xô. Tháng 12 năm 1979, Liên Xô phát động chiến dịch Bão Táp 333 với lực lượng Spetsnaz tấn công tiêu diệt chính phủ hiện tại ở Afghanistan. Iran coi đó là hành động xâm lược thế giới Hồi giáo. Họ lập tức bắt sóng với các lực lượng quân nổi dậy ở đây, hỗ trợ họ chống lại quân Liên Xô, vừa bán vũ khí, vừa cho phép sử dụng lãnh thổ làm nơi trú ẩn an toàn. Đương nhiên, Liên Xô biết điều này nên họ đã bán và viện trợ rất nhiều vũ khí cho Iraq nhằm triệt đường tiếp vận cho lực lượng ở Afghanistan. Như vậy thì ta có thể tóm gọn lại rằng Liên Xô và Mỹ đã đứng trên cùng một chiến tuyến, bắt tay đập Iran vì cuộc cách mạng Hồi giáo Iran đã động tới những lợi ích chiến lược và thỏa thuận của họ tại khu vực Trung Đông và thế giới Hồi giáo. Mặt khác, Iran cũng thuộc loại hổ báo, mới giành được chính quyền đã vuốt mặt mà không thèm nể mũi hai anh lớn, tuyên bố một mình một phe, chẳng đàn em của thằng nào hết.